Ok, xin chào mọi người. Thì cái video này em quay để hướng dẫn mọi người lọc bạn bè không tương tác bằng hai phần mềm là Symbol Facebook và Symbol UID. Thì để lọc được thì đầu tiên mọi người phải download hai phần mềm này. Download thì mọi người có thể vào trang chủ ITVSoftware.vn này. Download cái Symbol Facebook này. Đối với một số anh em thì đã download rồi, cài đặt rồi thì không đó. Nhưng một số anh em chưa download cài đặt thì tao nó thể ở hàng cái mục như này đó. Sau đó cài đặt Symbol UID đi cài đặt tương tự. Ok, sau khi cài đặt thì hai phần mềm nó sẽ nằm ngoài desktop này, đây, Symbol Facebook và Symbol UID này. Đầu tiên thì là bạn bè như thế nào và nó gồm bao nhiêu bước thì mình có thể tham khảo ở đây. Đây là cái một em đã soạn sẵn đó. Hướng dẫn là bạn bè tương tác trên một file này, kết hợp phần mềm Symbol Facebook và Symbol UID. Thì bước đầu tiên là cài đặt hai phần mềm mình đã cài đặt xong này. Bước đầu tiên là bước một là lọc bạn bè bằng Symbol Facebook. Đó, lọc bạn bè sau đó là lưu file thì thực hiện như thế này. Đây, đầu tiên là mở cái phần mềm Symbol Facebook lên. Đây là cái bản mới, cái bản màu xanh này. Nhưng mà điện cài thì nó sẽ có hai cái bản này. Đó, cũ và mới. Thì mọi người nên sử dụng cái bản mới để nó có nhiều tính năng và sử dụng được ổn định hơn. Đó, ví dụ như em sẽ hôm nay em sẽ lọc cái nick đỡ xa này, là cái nick toàn file này em đang sử dụng này, là cái nick này. Hiện tại cái nick này đã không 5.000 bạn rồi, nên là em có sẽ lọc những đối tượng mà không tương tác đi, hỏi sau đó thì kết nối tới những đối tượng tiềm năng hơn. Đầu tiên là bạn bè. Chờ một xíu nữa nó mạng nó hơi chậm. Là bạn bè thì ở bên phía tab bên này thì sẽ là danh sách bạn bè, nhưng mà nó mình chưa có thể lưu được thì để hiển thị để mình chuyển đổi thôi. Như là danh sách bạn bè này, 400 trên này nó sẽ hiển thị chưa hết. Thì một số đối tượng có thể là hết họ chết rồi, hoặc là trên kia nó hiển thị không đúng. Đây, điều chỉnh sang danh sách tìm kiếm này. Đây là danh sách bạn bè thì nó sẽ hiển thị là tên này, giới tính này, ngày sinh, tuổi này, tức là năm sinh, số điện thoại, email hoặc là địa điểm này. Đó. Đó là những danh sách này, danh sách bạn bè này. Sau đó thì sẽ lưu danh sách lại, lưu danh sách lưu file UID này. Để xong là bạn bè. Ok. Sau khi lọc bạn bè này, lưu file thì chuyển sang bước thứ hai. Bước thứ hai là lọc những đối tượng tương tác trên profile cá nhân, tức là cái profile này. Profile này thì em sẽ lọc những đối tượng tương tác, tức là những cái đối tượng mà like trong cái blog này hay là comment. Đó. Thì thực hiện như thế nào? Thì như sau. Đầu tiên là sẽ copy ID của profile đó bằng cái, sau đó thì nhập vô cái phần mềm Symbol UID này. Đó, Symbol UID này. Đầu tiên là phải nhập cái tài khoản Facebook vào. Để tức là cái tài khoản này mọi người có thể nhập một cái tài khoản bất kỳ rồi, không thiết là phải tài khoản chính đâu. Thì nó quét thôi. Đã nhập xong thì đây. Là lấy cái ID của tài khoản Facebook này. Cái ID thì mọi người có thể click vào cái avatar này. Đó, nhấn xuống sau cùng cho nó chấm này sẽ là ID tương tự như tài khoản khác. Cái này thì đây là cái bài viết, tức là lọc đối tượng tương tác trên bao nhiêu bài viết. Ví dụ như đây có thể lọc trong vòng khoảng 50 bài viết gần đây nhất chẳng hạn, sẽ hiện ra những đối tượng sẽ quét ra 50 bài. Đây là cái ID này, ID là ID tài khoản. Ok, nó sẽ quét ra 50 bài gần nhất. Trên này sẽ có những đối tượng like, comment này. Đó, và share. Hiện tại thì phần mềm này nó chỉ quét được hai đối tượng là like với lại comment thôi. Share thì ít, là nó cũng không có nhiều. Nên là cũng chưa tối ưu được. Thì sau đó, sau khi mà quét xong danh sách 50 cái bài viết này. Bài viết thì mọi người có thể quét like bằng cách là quét bấm một quét like danh sách này. Đó. Thì bên cái tab quét like bài viết này nó sẽ hiển thị những đối tượng mà like trong 50 bài viết đó. Rồi tương tự là comment. Comment thì quét comment danh sách này. Đó.
qua cái tab quét comment bài viết này. Ok, chờ một xíu để cho nó phần mềm nó chạy, nó quét danh sách. Trên này thì nó cũng sẽ hiển thị những cái trường như là tên này, giới tính này, ngày sinh, email này, số điện thoại này. Tại vì em lấy một cái tài khoản khác nên là email nó sẽ không hiển thị được nhiều, phải số điện thoại cũng vậy. Nếu mà cái tài khoản chính nó luôn thì cái tỷ lệ ra số điện thoại email thì khoảng 70-80%, số điện thoại thì tầm 23-23%. Location là cái địa điểm của họ. Tương tự danh sách này cũng vậy. Có một lưu ý nhỏ là tại vì sao cái danh sách này nó nhiều, tức là những cái đối tượng mà tương tác thì nó có thể là trùng nhau, tức là một người có thể like nhiều bài hoặc là comment nhiều bài, nên là cái danh sách này nó sẽ nhiều. Thì yêu cầu là cái bước đầu tiên là mình là lưu danh sách này, danh sách like. Ok, tương tự bên này thì lưu danh sách, lưu ID này, đây là comment. Ok, đó, sau khi lưu xong thì mọi người thì tắt phần mềm này, tại vì sau đó thì mình cũng không có dừng tới cái phần mềm này nữa. Tắt ra. Đó, copy này, lưu file này, xong nó bỏ vào cái symbol UD này, lọc này. Mình set live comment này, lưu file và làm chụp. Tới bước làm chụp này thì lọc như thế này. Cái file vừa lưu là nó là danh sách like này, đó, và danh sách comment. Thì mình có thể, trước tiên thì mình gộp hai cái danh sách này lại đã. Ok, gộp danh sách này. Copy toàn bộ những đối tượng ở trên này, vô phô danh sách này. Đó, vô phô xong rồi mình sẽ lọc chung. Lọc chung những cái đối tượng ở trong danh sách. Đó, lọc chung mình Excel. Ok, copy những cái đối tượng. Sau khi mình gộp xong thì copy những cái đối tượng nó vào đây. Đầu tiên thì cái định dạng này chưa đúng thì mình phải định dạng lại. Định dạng này ô này. Đó. Số này. Ok. Sau khi định dạng như thế này rồi thì mình sẽ chọn cái trường này, sau đó mình sẽ lọc trùng ở cái phần dữ liệu này. Đó, đây là lọc trùng này, đại bốn trùng lọc này. Ok, những cái đối tượng còn giữ lại là 2215 những đối tượng, tức là sẽ có 2215 người tương tác trong cái danh sách 5000 bạn đó. Thì sau đó em sẽ copy và lưu danh sách này lại. Đó, ok, copy này, danh sách này em sẽ tạo một danh sách mới này. Đây là tương tác này. Ok, cái này tiếp tiếp. Đây là những đối tượng mà tương tác. Em sẽ lưu lại. Đó, em có thể xóa những danh sách này đi, xóa danh sách này và comment đi. Nó sẽ tắt này, không lưu. Ok, tiếp theo là như thế nào? Tiếp theo là mình sẽ làm bước sau. Sau khi mà lọc bước xong bước 2 là lọc trùng này. Lọc ra cái đối tượng không tương tác. Cái phần này hơi khó một xíu. Và em sẽ làm và chi tiết để mọi người rõ hơn này. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái file Excel. Đây, file Excel này. Thì trong này nó sẽ chống đối tượng này. Mình bỏ cái file tương tác trước, tức là cái file có hai danh sách này, danh sách bạn bè này và danh sách tương tác. Thì bỏ danh sách danh sách tương tác trước, tức là những đối tượng tương tác trên profile đó. Đó, copy toàn bộ danh sách này bỏ vào. Tương tự thì mình cũng phải định dạng lại. Định dạng lại ô này. Số. Rồi, ok. Danh sách thứ hai sau đó mình sẽ copy toàn bộ danh sách bạn bè vào, full danh sách bạn bè. Phần này thì phải lưu ý một chỗ ngắn này. Đó, ok, bỏ phía dưới. Một lưu ý nhỏ ở đây là cái danh sách bạn bè thì mình phải bôi cái màu khác để mình phân biệt. Thì sau khi lọc nó sẽ mình sẽ copy những đối tượng còn lại trong danh sách bạn bè. Đây, ví dụ em bôi cái màu xanh đi. Đó, ok. Xong. Thì sẽ phân biệt được hai danh sách này. À, trước khi em phải lọc, em phải định dạng lại đó. Số. Ok. Đó. Đây là những đối tượng. Đây là có hai cái đối tượng như này, một là danh sách tương tác và hai là danh sách bạn bè. Và đó là phân biệt bằng hai cái màu khác nhau. Bây giờ em sẽ thực hiện cái thao tác là lọc trùng để loại bỏ những đối tượng trùng ở trong danh sách bạn bè. Dữ liệu này cũng lọc trùng như tương tự thôi, nhưng có lẽ như lúc này lọc trùng. Ok. Đó, sau khi lọc trùng thì như thế này, mình sẽ kéo xuống danh sách bạn bè. Thì những cái đối tượng mà trong danh sách tương tác á, thì nó sẽ trùng với danh sách bạn bè này. Thì nếu mà nó trùng á, thì mình sẽ copy những đối tượng còn lại.
Đây, để em copy trước rồi, rồi em sẽ giải thích rõ là mọi người hiểu. Đây, copy danh sách còn lại này. Đây là những cái đối tượng mà không tương tác. Đó, thì mình sẽ lưu vào danh sách là không tương tác, mình tạo một file mới này. Không tương tác. Đây là những đối tượng mà mình sẽ mở lên cái phần mềm Simple Facebook để mình hủy này. Đó, lưu lại. Bạn bè này. Đó. Ok. Để em giải thích rõ cái phần này cho mọi người này. Đây, em xóa những cái đối tượng này đi. Đây. Ví dụ này, em có danh sách tương tác là ví dụ là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danh sách bạn bè thì chắc chắn nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là nó sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Thì em sẽ bô cái màu khác này. Bô cái màu khác. Là cái màu đỏ. Đó. Thì sau khi mà em lập trùng đó, đó. Ví dụ bây giờ em sẽ dùng cái lệnh lập trùng này. Lập trùng. Đó. Thì những cái đối tượng mà trùng ở trên này, tức là trùng trong cái danh sách tương tác này, thì trong danh sách bạn bè này nó sẽ bị loại bỏ đi. Thế nên nó sẽ còn những danh sách là 8, 9, 10, tức là không tương tác. Đó. Thì tương tự như cái lúc này em làm thì em sẽ copy cái đối tượng này là những đối tượng không tương tác, em bỏ vào cái file lúc này. Đó là em giải thích rõ để mọi người hiểu cái cơ chế nó như thế nào. Ok, tiếp theo. Đây là mình đã có cái danh sách không tương tác này này. Sau đó mình sẽ làm gì với danh sách này? Đây, đó là danh sách này, lọc chung danh sách và copy danh sách còn lại này. Đó. Lưu danh sách này, danh sách là file TXT này. Đó. Là cái file em vừa lưu là không tương tác này. Đây, sau đó thì thực hiện cái bước 4, tức là mở phần mềm Simple Facebook lên này. Đây là danh sách bạn bè thì em xóa đi. Ok, em xóa đi. Đây, em mở lại đi. Đây, mở phần mềm Simple Facebook này, chọn tài khoản muốn lọc này. Đó, thực hiện cái bước 4 là lá danh sách không tương tác và hủy bạn. Đây, lá danh sách tự lưu và hủy bạn cho phần mềm chạy này. Đây, mình sẽ lắp danh sách này, mở file UAD này. Mở ngoài desktop này. Danh sách không tương tác này, đây, để danh sách đúng là em luôn này. Nó sẽ có 3.000 mấy đối tượng này trong danh sách mà 5.000. Đó thì một file bình thường thì tỷ lệ mà tương tác khoảng tầm 32-30% là khá nhiều rồi. Đó, nên là cái tỷ lệ này hủy thì mình hủy những đối tượng này khá nhiều. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện sau khi bắt danh sách này mình sẽ hủy bạn, tức là hủy những đối tượng này. Những đối tượng không tương tác thì thực hiện thao tác là hủy bạn rồi. Đó, hủy danh sách 3.154 người này. Đó. Thì trước khi hủy thì nếu mà mọi người muốn check lại thì mình có thể lướt lọc theo ví dụ như là những cái đối tượng mình có thể quen hay là họ không tương tác thì mình có thể lọc lại. Rồi mình chọn mở tiếp như thế này. Đó. Nói chung cái này hơi mất hơi thủ công một xíu nhưng mà sẽ để lại những cái đối tượng mà có thể là mình quen là mình không muốn loại bỏ họ đi, hay là không hủy bạn đi. Đó, thì mình lọc lại. Sau đó thì mình sẽ hủy bạn. Cái sách này sẽ nhỏ hơn. Đó, chờ phần mềm chạy thì nó sẽ xong rồi. Đó, ok, chờ phần mềm chạy ra xong rồi. Đó, thì bạn bè thành công rồi. Đó, ok. Đó, sau khi chờ xong thì những đối tượng không tương tác sẽ bị hủy này, thành cho các bạn những đối tượng mới này. Đó. Thì đó là những cái bước cơ bản để mình, đó là 4 bước, xong hoàn thành 4 bước. Đó, lọc tương tác cho file cá nhân Facebook, đó, kết hợp với phần mềm Simple Facebook và Simple UD. Cảm ơn anh em đã theo dõi.